Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật chi tiêu và chính phủ thoát nguy cơ bị đóng cửa. Vào ngày 17 tháng 11, tổng thống Joe Biden thông báo ông đã ký ban hành luật chi tiêu tạm thời. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden đã ký vào văn kiện này bên lề buổi dạ tiệc tại một bảo tàng ở thành phố San Francisco, nơi diễn ra hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Á Châu, Thái Bình Dương, tức là khối APEC. Luật chi tiêu này vừa được ban hành gồm có hai phần, trong đó sẽ giữ nguyên mức ngân sách cho một số cơ quan và các chương trình cho tới ngày 19 tháng Giêng năm 2024, và một số chương trình cho tới ngày 2 tháng 2 năm 2024. Việc ban hành này giúp chấm dứt một đợt bế tắc về tài chính thứ ba trong năm nay tại Quốc hội Hoa Kỳ. Khi sự mâu thuẫn của các nghị sĩ về việc chi tiêu đã khiến cho Hoa Kỳ tiến gần đến bờ vực bị vỡ nợ, đối với món nợ 31.000 tỷ Mỹ Kim và hai lần cận kề nguy cơ bị đóng cửa của một phần chính phủ. Dự luật ngân sách tạm thời này do Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Mike Johnson đưa ra đã được cả hai đảng ủng hộ rộng rãi, là điều hiếm thấy trong lịch sử chính trị của thời hiện đại tại Hoa Kỳ. Phe dân chủ nói rằng họ hài lòng vì luật mới giúp giữ nguyên mức chi tiêu đã được tổng thống Joe Biden cam kết hồi tháng 5 và không bao gồm những nội dung khó giải quyết về việc phá thai hay là các vấn đề nóng bỏng khác. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ là ông Chuck Schumer của đảng Dân Chủ nói như sau, Nhờ sự hợp tác của lưỡng đảng mà chúng ta đang giữ cho chính phủ mở cửa và không phải nhận viên thuốc độc nào hay là phải chịu cắt giảm sự có hại cho các chương trình thiết yếu là một kết quả tuyệt vời cho người dân Hoa Kỳ. Trong thời gian đến hai hạn chót nói trên, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phải giải quyết các dự luật phân bổ ngân sách cho cả năm mà đến nay vẫn chưa được thông qua Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua 7 trên 12 dự luật, trong khi Thượng viện mới chỉ thông qua 3 dự luật. Đó là tin theo đài NBC News. Lớp sinh viên ở trong tù đầu tiên của nước Mỹ đã được tốt nghiệp. Chương trình giáo dục nhà tù của Đại học Northwestern vừa tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên dành cho các sinh viên là những phạm nhân đang thi hành án. Lễ tốt nghiệp này đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học hàng đầu của Mỹ cấp bằng cho sinh viên ở trong tù Chương trình giáo dục cho tù nhân được điều hành dưới sự quản lý của Đại học Northwestern, cùng với sự hợp tác của trường Ogden College thuộc về tiểu bang Illinois, cũng như là sở cải huấn của tiểu bang này. Đại học Northwestern đứng hàng thứ 9 ở trong số các đại học quốc gia ở tại Mỹ, theo bảng xếp hạng của trang US News and World Report Rankings. Tham gia buổi lễ tốt nghiệp là 16 cá nhân đang thi hành án và người thân, theo trang mạng của đại học này cho biết. Ông Michael Broadway, tân cử nhân, Nói sau buổi lễ rằng Tôi không có từ nào để diễn tả điều này Như là một thế giới khác Những điều tôi đã trải qua và có mặt ở đây Thật không thể nào diễn tả được Ông Broadway đã đạt được bằng cấp của mình Bất chấp nhiều trở ngại Bao gồm có việc chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tiền liệt Ở giai đoạn 4 Nếu được sớm trả tự do Thì ông Broadway cam kết sẽ thành lập một tổ chức phi lợi nhuận Tập trung vào việc trao quyền cho thanh thiếu niên Giáo sư Jennifer Lucky Giám đốc sáng lập của chương trình nói rằng 20 năm trước, một số người trong số họ ở trong các băng nhóm đối địch. Và giờ ở tại đây họ đang trao đổi về thơ ca và đưa ra những cam kết quan trọng về các trách nhiệm xã hội. Xong qua bản tin về kinh tế thì theo báo cáo được Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố mới đây, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước tại Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Dựa trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ trong tuần lễ tính đến, đến ngày 11 tây tháng 11 đã tăng 13.000 đơn, lên tới mức 231.000 lá đơn, là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm nay. Trong khi đó, số lượng đơn xin tiếp tục nhận trợ cấp sau một tuần lễ bị thất nghiệp đầu tiên là chỉ số đại diện cho tình hình tuyển dụng đã tăng 32.000 đơn, lên tới mức 1.865 triệu đơn trong tuần lễ từ đến ngày 4 tây tháng 11 là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Các số liệu nói trên tiếp tục giữ vững kỳ vọng của các kinh tế gia về việc thị trường lao động tại Hoa Kỳ đang dần dần hạ nhiệt và chu kỳ gia tăng phân lợi của cơ quan dự trữ liên bang Hoa Kỳ tức là FED sắp kết thúc. Các báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ hồi gần đây cho thấy việc tăng trưởng số việc làm của Hoa Kỳ đã chậm lại trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.9% là mức cao nhất gần 2 năm qua. Tuy nhiên, các điều kiện của thị trường lao động vẫn khá chặt chẽ với việc mỗi người bị thất nghiệp trong tháng 9 có 1.5 cơ hội tìm được việc làm. Hàng loạt các dữ liệu tích cực về tình hình lạm phát hồi gần đây đã khiến cho thị trường tài chính dự báo sẽ có đợt cắt giảm phân lợi vào tháng 5 năm 2024. Tối cao pháp viện chặn luật của Florida cấm các cuộc biểu diễn đồng tính. Tối cao pháp viện vừa ban hành quyết định duy trì lệnh ngăn chặn luật của Florida hầu hạn chế các chương trình biểu diễn của người đồng tính, theo đài CNN đưa tin. Đây là một đòn giáng mạnh và ông Ron DeSantis, thống đốc của Florida, là người đã ký ban hành luật này hồi tháng 5. Quyết định trên của tối cao pháp viện được thông qua với tỷ lệ là 6 trên 3. Ba thẩm phán bảo thủ là Clarence Thomas, Samuel Alito và Neil Gorsuch đã bỏ phiếu chống. Hai thẩm phán bảo thủ còn lại, bao gồm Brett Kavanaugh cùng với Amy Coney Barrett, đã cùng với các thành viên cấp tiến của tối cao pháp viện đồng ý lệnh cấm thi hành luật trên của tòa án cấp dưới ban hành. Hồi tháng 5, ông DeSantis đã ký luật cấm trẻ em xem bất kỳ chương trình khiêu dâm nào có thể bị coi như là tục tử dựa trên độ tuổi của tuổi trẻ. Luật không đề cập cụ thể đến các buổi biểu diễn của người đồng tính, nhưng cho phép các giới chức tiểu bang phạt tiền và đình chỉ giấy phép kinh doanh cũng như là rượu của các nhà hàng nào cho phép trẻ em tham dự các buổi biểu diễn với những diễn viên mang đồ hóa trang các bộ phận sinh dục giả. Vào tháng 6, tòa án quận hạt Florida đã cấm giới chức tiểu bang thực thi luật này. Phán quyết cho rằng đạo luật có thể vi phạm đến tu chính án thứ nhất, một phần bởi vì ngôn ngữ mơ hồ không định nghĩa được hành vi dâm dục hoặc là tiếp xúc dâm dục là gì. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Cảnh sát tại tiểu bang California trong năm nay là năm thứ hai được tăng lương liên tiếp, vượt xa mức mà thống đốc Gavin Newsom cho các công chức khác nhờ luật của tiểu bang cho phép lực lượng này tự động được tăng lương. Theo nhật báo Orange County Register đưa tin, thì giới hữu trách ở cảnh sát của tiểu bang California đang được tăng lương tới 7.9%, là mức tăng lương lớn nhiều nhất trong vòng 20 năm qua. Năm ngoái, họ được tăng lương ở mức là 6.2%. Cả hai đều là mức tăng lương nhiều nhất trong lịch sử cho lực lượng cảnh sát. Mức lương trung bình được so sánh tại năm cơ quan công lực khác nhau, bao gồm Sở Cảnh sát của Quận hạt Los Angeles và Sở Cảnh sát của các thành phố khác như là Los Angeles, San Diego, Oakland và San Francisco. Những sự so sánh bao gồm mức lương căn bản, phúc lợi hưu trí và các khoản bổ sung như lương thâm niên và lương khuyến khích giáo dục mức tăng lương mới cho các giới chức cảnh sát của tiểu bang California dự kiến sẽ nâng mức lương căn bản của cơ quan này lên ngang hàng với mức lương mà các cơ quan khác đang trả. Theo văn phòng Legislative Analysis Office, thì mức tăng lương 7.9% là mức tăng lương nhiều nhất đối với ngành cảnh sát của tiểu bang California kể từ năm 2003 khi họ được tăng lương 7.7%. Mức lương của cảnh sát ngày càng cạnh tranh và là nguồn gốc của những xích mít giữa các cơ quan công lực khi số lượng ứng viên đủ điều kiện ngày càng ít hơn. Các nhà lãnh đạo của ngành cảnh sát đều nói về một tỷ lệ đáng kể trong số những người nộp đơn không vượt qua được bài kiểm tra về lý lịch. Luật mới nâng độ tuổi tuyển dụng tối thiểu của nhân viên công lực lên tới 21 tuổi. Điều đó dẫn tới việc các cuộc cạnh tranh giữa các sở cảnh sát phải tìm mọi cách từ việc ký tiền thưởng cho đến việc trả tiền cho các câu lạc bộ tập thể dục để thu hút các tân binh. Hội đồng thành phố Los Angeles và ban giám sát của San Francisco trong năm qua đã thông qua các hợp đồng mới với nhiều quyền lợi hơn nhằm giữ chân các cảnh sát. Công ty IBM đã ngưng quảng cáo ở trên trang mạng X bởi vì quảng cáo của họ đã bị đặt ở ngay cạnh nội dung bài do Thái. IBM đã cho tạm ngừng quảng cáo ở trên trang mạng X sau khi phát hiện ra rằng quảng cáo của công ty này đã được đặt ở bên cạnh nội dung bài do Thái, theo đài CNBC đưa tin. Phát ngôn viên của IBM cho CNBC biết trong một tuyên bố vào ngày hôm nay rằng công ty không khoan nhượng với những lời nói căm thù và phân biệt đối xử. Chúng tôi ngay lập tức đình chỉ tất cả các quảng cáo ở trên X, trong khi chúng tôi điều tra tình huống hoàn toàn không thể chấp nhận được như thế này. Media Matters for America cho biết, tổ chức giám sát truyền thông này gần đây đã tìm thấy những quảng cáo của Apple, Bravo, Oracle, Xfinity và IBM bị nằm ở bên cạnh các bài đăng ca ngợi Hitler và Đảng Quốc xã ở trên trang mạng X. Phát ngôn viên của trang mạng X đã gửi một email đến CNBC cho biết rằng các chương mục mà Media Matters cho hay đăng tải nội dung thù hận sẽ không thể kiếm tiền được nữa. Nội dung đi kèm ở trong chương mục đó cũng sẽ bị dán nhãn, không an toàn và áp dụng các hạn chế phạm vi lan tỏa của chương mục. Quyết định ngừng quảng cáo trên trang mạng X của IBM đã được đưa ra sau khi ông Elon Musk là chủ trong mạng xã hội này tỏ ý ủng hộ cho một tin nhắn cho rằng người Do Thái chống lại người da trắng. Do bình luận nói trên của ông Musk, một liên minh gồm có 163 nhà lãnh đạo do Thái vào hôm thứ Năm đã nhắc lại lời kêu gọi của họ đối với các công ty lớn như Disney, Apple và Amazon hãy ngừng quảng cáo ở trên X. Nhóm liên minh này cũng kêu gọi Apple và Google loại bỏ ứng dụng X ra khỏi hệ thống và ngừng chuyển tiền vào X khi chủ nghĩa bài do Thái bùng nổ ở trên nền tảng này. Và đó là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu.